mày, trời ơi, hên con, hay con bằng hên mày ơi. Mệt não nha. Hay con bằng hên, hay con bằng Ủa, chỗ hên. này là chỗ nào Đi vậy? đoạn nó đè mặt mình nữa chứ. Né ra, đè đè hoài ba. Ôi ơi. Ê. Yo, chào tất cả mọi người, mình là Vami. Mình là Bảo Mập. Ok, hello, xin chào mọi người, mình là Kia. Thì hôm nay các này sẽ quay trở lại với Human Fall Flat. Và đây là một cái map Arcades nha mọi người. Đây là một nền văn minh nghe nói là nhiều bí ẩn lắm mọi người. Đấy. Đúng rồi, nền văn minh đã xảy ra rất là nhiều biến cố. Còn và mà bí... đó có rất là lịch sử lâu đời. Còn mà bí ẩn như thế nào á, thì bây giờ là cả đám sẽ đi khám phá cái bí ẩn của cái thành phố này. Lúc đó là mình sẽ biết của cái không. Vùng đất này. Kia. Gì? Khám thôi, đừng phá. Khám thôi đừng phá. Vậy thôi tao khám, tao khám hai con bay phá. Đó thấy không, cái chưa gì cái đấy hai con bay phá rồi kìa. Thấy chưa? Nó nồ, hai người ta đang nô đùa. Đây, để tao cầm cây tao quýnh cho. Vãi cái nô đùa mà kiểu gì? Ba. Nô đùa với nhau. Ủa mà khoan ai bây giờ. Gỗ này làm gì ta? Đi qua bên này nè, đúng không? Đi qua bên này nè. Bên này. Đúng rồi, đúng rồi. Đi qua bên này nè, leo lên cao nè, đu qua nè. Đâu. Đây, bên này, trên này. Đó. Mày thấy cái cây gì không? Nó tới kìa. Đó. Ồ, oh, wow. Rồi sao đúng? Ê, cái này giống trên số tiền vậy? Còn hơn. Giống đầm sen các bà. Số tiền có trò này hả? Ý, trời ơi, nhảy không tới, gớt luôn rồi. Hên quá, mình chưa té xuống mọi người. Vai, trời ơi. Tao biết cách rồi, hèn chi. Tao mới thấy nó sai ở đây. Không có đâu, bên này nè ba, bên này nè, không phải bên đó đâu, bên này nè. Cái nào? Bên này không phải đi bên đó đâu. Nó mới vô đây mà Kia nó dụ khỉ hai đứa mình rồi. Cũng có bên này nè. Bên đây rồi, có khúc gỗ bên đây nè. Sử dụng vật lý đồng bảy chứ Vami có mượn cái đó. Rồi đi qua đây nè, Cao lên. Cái gì vậy Vami? Đẩy lên, mày lấy cái đầu mày. Không có. Đòn bảy Vami ơi, đòn bảy. Tự thả ra đi coi xử. Thôi, cho hai nó kìa, lụ đạn nó lật nó nhảy đạch đạch đó lật luôn. Ủa rồi nâng lên nè, rồi cho vô cho Vami mày vô trước đi đúng rồi. Rồi thật rồi vô. Rồi coi dở lên cao nha, rồi thật chưa. Vô chưa ủa chưa vô mà thật cao lên nè. Rồi vô xíu, cùng vô xíu. Vô chưa rồi ok, vô rồi rồi lên đó. Thấy chưa, tao nói rồi mà. Cái vùng đất này là vùng đất nó rất là ghê. Cái tảng đá bên kia tính ra cũng có là... Ôi, phải cầm khúc gỗ lên mày ơi. Ủa, đúng không? Phải cầm khúc gỗ lên đúng không? Có cái lỗ để thọt vô nè. Hợp lý nha. Thì theo định luật thì có cái gì nó có lỗ là chúng ta phải lấy đồ để thọt vào. Có lỗ là cứ lấy đồ để chọt vô đúng không? Cái đó người ta gọi là lắp lỗ đó ba. Hey. Đó, ta sẽ chơi chiêu. Mày bỏ rơi tao về mập. Tao đang cầm khúc gỗ bự mà sao mày bỏ rơi tao vậy? Tao đi sau mày luôn á. Nè có chơi chiêu nè, thôi mày bớt chơi chiêu được ra, mày bớt. Ê Kia, thôi ba, bập không mấy tao, mày cầm chung khúc gỗ đẩy vô cho nó nhanh một thôi. Ủa là sao? Chơi chiêu như nó chơi nhanh vậy. Ờ thôi không nhanh, bỏ đi. Hơi mẹ. Lâu lắm ba. Đi kiểu này lâu bỏ chết được luôn nè. Đó, thọt vô, đúng rồi. Đúng thế rồi hả? Ok, vô đi. Nhanh, còn kéo tao lên nữa nè, chứ tao lên hết nổi rồi. Một mình tao đuối quá. Rồi, chết đi gái. Lùi về. Thôi được rồi, ok, cả chết luôn nè. Rồi, đi vô. Đưa bên phải. Rồi. Vô chưa. Rồi. À, đúng rồi. Rồi, có phụ luôn nè, Vô sau xíu nữa. Rồi. Cái gì mà sâu dữ vậy ba? Lúc kén rồi. Chưa, mày đừng có đẩy vậy nữa. Đẩy, có đẩy ra nè, cho đầu đẩy về. Lùi vô đằng sau nè, lùi đằng sau. Đúng rồi. Rồi. Bỏ mập, thêm một cây vô nữa, bỏ mập thêm một cây vô nữa. Không, nâng lên. Đẩy đằng sau, nâng lên là làm cái đầu bảy giống nãy á. Rồi, đưa vô, mày làm cái gì kia. Ủa nó đâu, nó đâu có cự đóng đâu. Ê, cái này là lắp lỗ cho mai mà. Đâu, cái này nó đâu cự đóng đâu, đúng không? Rồi qua đi ba mập, qua đi ba mập, qua đi ba mập, quá nhanh. Rồi, vô luôn Vami ơi, vô. Rồi, xe rồi. Từ nha kia, rồi ok, mình qua được. Hay quá. Gỗ của anh ta, mình thấy nghĩ gỗ nó cũng có lợi ghê á. Ê, cái này cái chuồng này đúng không? Cái chuồng. Chéo. À, dễ chết đúng mày. Ok, cao lên được rồi. À, nó là cái thang máy mày ơi. Đúng không? Đúng thang máy không? Nhưng mà nó là thang máy.
Nhưng mà phải có cái gì đó để đựng cái cục này vô chứ đúng không? À bên bỏ kia đá bên hả? Qua nổ không ta? Có cái gì vậy? À... Chưa. Ở đâu đó quanh đây nè. Đi đi. Không, à tao nghĩ là đây tao thấy rồi, tao thấy cái cục đó rồi nhưng mà đợi xíu Bami ơi, giữ đó nha. Dưới cái lưng ở đây có ai cứu tao Mập ơi. Tới xíu Mập ơi. Ui, trời ơi, hết hồn, mén chết. Rồi, ok. Rồi, có cục đá rồi nè. Có đứa nào qua bên này cho nó rớt xuống không? Nó nặng vậy. Thôi, ra đây luôn Bami. Ê, cục đá bên này nè. Rồi, không hàng rớt xuống luôn. Cho nó rớt xuống, cho bên này nó xuống đi, tao mới để cục đá này vô được. Mày đè lên. Đúng rồi, đè đi. Không, bên này nè, không phải bên đó đâu. Đúng rồi, đè xuống. Bảo mập xuống luôn. Em thân thành vạm vỡ của mày nữa nó mới đủ. Rồi, nâng lên nè Bami, nâng lên. Hay quá. Rồi, thả xuống. Ok, rồi, lên luôn. Nè, thằng máy lên nè. Lên cần thằng thôi nha chứ. Chứ không phải là lên được nhiều thằng đâu nha. Không cần lên đó đâu Bảo Mập. Lên bên này nè. Cái này thì cái cục đá này mới lên được. Đâu có ba, đi qua bên này nè ba. Mày có lấy cục đá kia không? Ủa nhưng mà khoan, bây giờ có cần thiết cục đá đâu không ta? Mày có lấy cục đá đâu, mày bỏ cục đá lại là sao? Ủa nhưng mà có cần thiết cục đá đó không? Đá để lên trên. Rồi qua lấy cục đá đi. Rồi. Ủa vậy nếu như game này mà chơi một mình sao mà chơi được ta? Phải để ở đây nè, đó, nói chung nó sẽ lên đây nè, hoặc là để ở đâu đó như này để Bảo mập phụ coi, Bảo mập ơi, phụ. Đậu phụ nó kìa. Rồi. Lên luôn. Rồi. Đi qua bên này chứ đúng không? Cháu ở đây luôn. Trời ơi. Đúng rồi. Rồi lên luôn, lên đây luôn nè, Bảo mi ơi. Trời đất mẹ ơi. Lên đây nè, phải đặt nó ở đây nè. Đó. À, ở đây có lỗ đi nè. Rồi ok. Hey. Trời đất mẹ, nó cũng đeo đầu thiệt á. Yeah, con lên được rồi. Okay, đó, Selvin thấy chưa? Tính ra cầu thang làm nó hù người á trời. Ui, cái này là cái bậc bên nè. Yeah, búng vào. Ok, hiểu rồi. Đứng lên xong rồi thả cái gì đó xuống cái nó bay lên. Vui, cái này vui. Rồi, hai bay vô vị trí. Ủa sao qua được ba? Thì đứng lên cái dốc đi. Rớt, Bami rớt rồi. Bami mém rớt. Dạ. Không được. Rồi, Bảo mập nhảy xuống đi. Rồi, nhìn tao dưới nè. Thủ nặng không mày? Rồi, để tao lên trước cho. Úi, rồi tao té bà nó rồi. Nè, thấy không? Bên này nó có cái đường đi nè, buộc phải qua bên này nè. Ừ, thì bởi mấy cái là đứng đi rồi xong rồi búng. Úi, không qua được. Vậy là phải có cái gì đó để nó lên nè. Cục đá xuống hả? Đúng rồi, phải thả cục đá xuống. Cái đó là nếu chơi một mình. Ủa chứ giờ chơi hai mình là nó có khác nha. Rồi. Rồi, ok, con lên đây. Ôi không biết. Bây giờ này con không biết nó lên sao luôn. Ủa qua được kìa. Xeo rồi, qua đi. Qua rồi, chính xác rồi, tao nói rồi, cái đó là chơi một mình. Trời ơi. Con này chơi nhiều mình, hiểu không? Vai nồi. Ai dự ơi. Ấy vận dụng sức nặng của bản thân mình. Đó, anh em lo hết. Ê, kéo. Mày kéo nó xuống biển đi Bảo Mập ơi. Ừ nè, anh ta chỉ nha. Rồi, giữ nè, tháo tay ra. Ui da. Cũng như không, có cái gì khác đâu. Ủa sao Bami nó xuống luôn vậy? Tao nhảy qua bên kia thử coi có được hay không. Vãi nồi. Nữa. Lại thử. Đu đi. Ok, tao qua được rồi nè. Ôi trời ơi, mém rớt má ơi, hết hủ hồn. Ủa rồi cái cây đó sao nhảy ta? Cái liệt. Giờ sao xài? Đi không trời. Không mấy một người à? À không, bên đó qua được rồi, Đó, qua được rồi đó. Ây da. Được nè. Ê, đó, có qua được rồi nè, sau lưng này Bảo Mập. Đó nè, thấy chưa? Mày về đây làm gì? Để con phải nhảy qua chứ con mới lên được mà, nè, con lên rồi nè. Lên trên. Trời ơi. Gì? Thôi nó lên rồi, thôi xuống luôn mày ơi.
cái thứ gì á. Ủa mà khoan, bây giờ cái này nó đi qua đâu đây? Nó thả cục gì xuống kìa. Ủa dưới đó là nham thạch đó mày ơi, dưới đó là nham thạch đó. Tao đang cầm cái cục này nè. Ủa giờ phải đi. À bên này nè, bên này có miếng gỗ nè, Rồi giờ bắt miếng gỗ qua đi, xong rồi giữ cái miếng này lại. Giữ lấy cục đá giữ miếng gỗ lại. À bên này nó phải có một cái gì đó. Tại vì dưới này nó có cái khe nè. Thọc miếng gỗ vô. Em gỗ ở đây. Không. Không, thọc miếng gỗ vô trong cái khe nè kia. Rồi, ok. Khoan. Rồi, ok, vô. Rồi, nâng lên. Nâng lên. Nó nặng quá mẹ ơi. Nâng lên, bảo mập, nâng lên. Để dưới mới nâng lên được, Lên. Anh em trời. Ê, lui ra xa chút đi. Xuống. Rồi lên. Lên. Ê. Nó không có lên luôn á mày ơi. Vậy. À chứ không phải mập đấy là đạch. Khoan đợi xíu, con nghĩ là con phải mang cái cục đá này qua đây mới được. Ê. Cần thêm sức nặng. Hi. Okay. Bami lên luôn. Mày xuống là sao? Rồi con lên luôn nè. Để cái này mà chơi một người sao chơi trời. Nhảy, anh em ta nhảy. Thôi rớt mẹ rồi. Nó không có, ủa nó không có rớt cái này luôn á. À. Hay để tao, trời ơi, hai mấy thằng. Rồi, nhìn chúng ta sẽ làm cái tiếp theo là cầm cục đá này. Kéo nhẹ miếng gỗ qua đó, rồi nhảy lên đi bay ơi. Có được không, được không? Không, con nghĩ là bên này nó phải có cái gì nè. Không. Con đang qua thử nè, con cũng không biết nữa. Rồi, tao đang đi kiếp moving luôn. Có bì vậy kìa. À, gỗ mới qua đi được. Gỗ thì thằng nào ấy dùm cái coi. Đúng rồi, chỗ này có gỗ mới qua được. Ui, rồi tao quăng lại giờ á. Rồi, tao về luôn rồi nè. Qua đây phụ. Nhanh lên. Rồi, ok. Qua thêm chút nữa, Trời ơi, đáng. Ê, lên. Ba bi. Tình luôn á. Thì cần gì, mày nãy giờ mày bóp nó không có chứ đâu nữa. Rồi, đẩy qua đi. Ôi, tao quay đi. Rồi, qua. Khỏi cục đá đâu. Cái gì mà. Gì vậy? Rớt rồi. Ê Bami không phải đẩy cái đó Bami ơi. Nâng cao cái khúc này lên nè. Nâng cao lên. Để cái cục đá rớt xuống ban đầu tao nói vậy rồi không chịu. Vậy là có thằng phải đứng lên trên này. Giờ rồi kéo qua bên phải chứ nè. Rồi kéo. Rồi lên. Khoan từ từ, đợi xíu. Rớt từ từ nha. Dạ đứng lên chạy chứ đi, Rồi kéo. Chịt mẹ tuột luôn rồi. Khoan từ từ, bỏ, để xíu. Lui. Đứng nghe mập. Rồi ok quá. Rồi lên. Rồi kia đứng nè, đu nha. Rồi, thấy rồi. Ta đây xuống. Cố lên. Chưa được. Như kiếp luôn, đứng dưới gốc cây rồi. Rồi lại, giữ nguyên lại. Rồi, cố lên. Tao trên đây rồi. Mập lên trên cây luôn rồi. Rồi lại nha, từ, khoan. Chưa, cài bỏ đi. Rồi, ra luôn. Đẩy kiếp đi, đẩy tiếp. Từ lùi về lại. Mập có đó đâu mà hỏi, mập ơi. Ủa, mập đâu? Trên chởm tiếp rồi. Ôi sao nhanh vậy? Không, đừng. Xem màn hình đi. Tao đang cố, từ. Rồi, đẩy nó kìa, lên đi. Khoan từ từ. Rồi, mày dính luôn. Trời ơi, nó nhanh thiệt chứ. Woo! Tính ra lúc mà nó bay luôn, thảo gỗ ra luôn á. Mày đang ở đâu vậy bố mập?
mập như nằm trên cây hay gì á. Hình như tao thấy một cái gì đó, giờ tao nhảy liều nha. Ok, ra mày còn mặt trên cây rớt xuống nè. À nãy tao bay chung với nó. Đó đó, bay, không phải hướng đó đâu mà mập. Không phải hướng đó, sau lưng quay. Từ bên đây có cái gì nè. Ủa xe Vin nào kìa. Đéo nè. Trời đất ơi. Nhảy mày ơi, trời ơi, hên con hay không bằng hên mày ơi. Mệt não nha. Hay không bằng hên. Ủa chỗ này là chỗ nào vậy? Bạn có đè mặt mình đó chứ. Né ra, đè hoài ba. Ôi giời. Ê, 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 ê. Cái gì vậy? Đậu phộng. Nó quất. Anh đè tao. Nó cử rồi chỗ đó nó nhảy được ai về. Ở đây nè, cái đầu bẫy nè. Tính cái con lăn tròn với lại cái cục này nè. Ôi, tính ra là mình ăn gian nhiều dữ vậy ta. Là sao? Qua đường kia. Bỏ qua vấn đề đó đi kia. Đi. Sống cái nào ăn gian được hãy ăn gian. Rồi ca xuống nè. Rồi để tính trước đã. Bây giờ dưới đây nó có một cái tới được cái kim ngự tháp rồi kìa. Ủa vậy là mình đi đường tắt đó hả? Ừ. Đúng rồi, super tắc luôn á, cái đường đó gọi là cái đường super tắc luôn á. Sao tao giỏi dữ ta? Vãi nồi. Rồi. Giờ làm sao cửa lên rồi kìa, cửa lên kìa, Bami, đè xuống Bami, đè xuống. Làm sao mà để đè xuống Bami, đè xuống phụ con nè. Từ từ, đừng. Lấy con lăn qua với lại cái đòn bẩy qua xong cái rồi á kia đè cục đó. À, hiểu. Con lăn đâu? Đó rồi, tụi bay vô đi, tao đang đỡ lên nè. Vô đi. Bami vô luôn đi. Sao? Chưa? Chưa, cái này chỗ thác mày ơi. Cái trong đó là gì? Không có gì hết. Ủa nút thác đó, đúng rồi. Vô hả? Vô đúng hả? Qua màn mới luôn rồi. Cái gì? Trời ơi! Vậy? Thôi nào. Má tao đang tính chui xuống lỗ, anh chui xuống anh qua màn lũ đạn vậy chứ. Chơi ăn gian dễ sợ ăn gian luôn mọi người. Qua siêu nhanh luôn. Bằng thân nha các bạn. Tao nói là nó bỏ qua rất là nhiều bước. Đúng rồi, bỏ qua một khúc luôn giống như là bây giờ đang đi có 10 màn đúng không? Đi 1, 2, 3, 4, 5 vừa mới tới màn số 5. Xong rồi nhảy lên trên cây rút cái tẹt cái dính trên cây bay qua màn số 10 luôn. Quá chuẩn. Ừ, tao quá chuẩn. Chuẩn, ok. Đáng lẽ là mình kêu bỏ mập đi qua bên kia mà rốt cuộc nó đi qua đây nó lên nó về cái màn cuối cùng. Ở vậy nghe mày là ra lại màn số 6 rồi. Cuối không? Nè, quýnh cho cái là hết túi. Rồi ok, nè, dừng clip luôn. Rồi ok các bạn, thì ba đó mình sẽ dùng video này ha. Thì hôm nay hên ăn gian được màn cuối cực kỳ nhóc nhẽ ba lê về ba thả đi ba. Thì tụi mình đang tới một thế giới mới rồi các bạn ơi. Thì cái thế giới mới này là tụi mình nhảy trong kim tự tháp, nhảy xuống dưới cái lỗ á. Thì tới được đây. Và để xem chỗ này là chỗ nào thì các bạn hãy đón xem ở tập tiếp theo các bạn ha. Rồi các bạn thích video này nhớ là cho ba đứa mình một like, một share cho channel của ba đứa mình để nhận nhiều tập tiếp theo các bạn nhé. Bye bye mọi người. Bye bye. Bye.